Anh làm đâu trễ vậy anh Khải? Tranh thủ chứ trời nắng quá mà. Ước gì mà có một cái gì? Cái gì? Cái ông đi mua tôi cái dù á. Dù làm gì? Cái dù cái mình đi tới đâu cái mình cầm mình cái mình đóng cái dù bự ở ngoài chợ á. Biết cái dù bự ngoài chợ không? Cái mình chấm biết. Cái mình ngồi lấy cái mình giờ chỗ khác. À rồi rồi, chờ em xíu. Bất tiện. Áo ai đây? Đâu sao ai treo lớn trời. Quanh của ai mà có ai treo? Gì? Rồi, anh gửi nó ra. Đây là một cách nha. Cách đơn giản nhất nha. Rồi, anh mặc cái áo cho nó. Gài rút luôn hả? Ừ. Được không? Được. Gài rút ra hả? Ừ. Cái này là che nắng. Còn anh muốn che mưa này khác. Này che nắng. Cái này là che nắng bao mát luôn. Thấy không? Đù. Trời ơi. Thấy chưa? Cái này là che nắng nha. Cái này là che nắng. Sao không nghĩ ra ta? Mà dễ gì mà bay được. Đúng rồi, bao mát luôn. Trời ơi, vậy thôi chứ cần chi mà ấy trời. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà không cái nó dưới không ơi. Không có dưới đâu, cái này che nắng rất là ok. Mình dưới nè, thật dưới đây kỳ kỳ nè. Bó lại cho gọn được mà. Được không? Được. Giờ anh muốn che mưa không? Sao không muốn trời nghĩ sao mà ông nói trời cười. Cái thang anh vô đây anh gửi ra đi. Cái này còn xài được không? Cái này nè. Hư được phải không? Hư rồi phải không? Ừ. Rồi vô đây. Trời ơi, mình làm nông rồi nắng thế này đen hết da, gặp anh Khải sợ đen da nữa thì sao mà được. Đúng. Chết luôn anh Khải. Sao làm sao? Dù nó bị gãy mấy đốt rồi, không có mở được đâu. Rồi. Gãy hết rồi ông thần ơi. Hè, đi dục đúng rồi. Không sao. Thôi lỡ gãy thì cắt luôn chứ là sao vậy? Cắt cái bỏ hả? Ừ. Để tôi xài được xài chứ. Rồi cắt đi. Nó là dục sọt rác rồi mấy nữa. Cái dụng mình để mình cái dụng đi đâu mình có thể lấy ra được chứ. Đem lấy cái kìm đó cho em xíu. Thế nào? À, đụng hết rồi hả? Đụng hết rồi. Ôi. Đồ xịn lắm thần. Bẻ cái nó gãy phải không? Thì nó bị mục lắm cái hả? Hay là cái lưới này chưa mục. Tận dụng được hả? Ừ, tận dụng được. Rồi, okay. Giờ mình lấy cái này thôi. Hả? Xong gỡ mấy cái kia sắt ra. Mày gỡ đi, cho dễ gom lại, em đang thử gom thử coi. Cắt luôn đi. Ừ. Lấy cái thanh già nó thôi nha mọi người. Có còn bỏ cái mấy thanh không? Giữ lại hết này. Mình cắt mấy cái đi ra thôi. Thun, anh đang cho em 4 cộng đi. Ok. À, mắc vô đầu còn thun. Mắc còn thun không? Còn một, sao cái này, à đúng rồi, nó chia đủ mà, chia đều mà. Cái này cái đầu kìa. Ừ. Móc vô. Rồi ok. Rồi, nó lá kìa. Đặt vô, nó lá sao? Cho vô. Cho vô đâu? Đặt vô. Rồi. Rồi cái này, móc xuống. Móc xuống hả? Ừ, giữ ra. Rồi, móc xuống cái thanh. Ok. Rồi, thì đổ vô coi. Đúng. Thấy không? Sao muốn cong lên được không? Anh bẻ lên được mà. Bẻ lên được hả? Ừ. Ôi trời ơi. Che mưa luôn. Đúng rồi. Che mưa luôn. Hai cách, một cách che nắng và cách che mưa. Đúng rồi. Được á. Thôi vậy không? Ông tôi thấy ổn á. Đây coi thử coi ổn không ta. Ổn chứ đâu không ổn. Có mưa có tạt không? Mà sao không ướt mặt anh được rồi? Ồ. Trời ơi, vậy thì thôi chứ ngồi đây làm tới chiều cũng không biết nắng là gì luôn không ơi. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Là ngồi vô cỏ tới chiều luôn á. Anh có thanh gỡ ra anh cất được mà. Được không ta? Ừ, tháo ra cất được mà. Không quên nữa chứ. Không xài anh gỡ ra cất. Gỡ ra. Ừ. Rồi. Cất lại. Ừ. Em cất. Ừ, có nào muốn xài thì bỏ vô xài. Bỏ vô xài tiếp. Ừ. Đơn giản mày thôi. Từ nãy đi buổi trưa ông không vô nhà tôi được. Sao? Tại vì tôi ở ngoài vườn không. Thì cũng được, anh đi làm mà. Che cái này hết rồi đâu cần. Đó ok, đây một cách phương pháp giúp mọi người che nắng nha. Tận dụng được cái dù bỏ nữa. Đúng rồi. Hẹn lại nhé. Không nên bỏ bất cứ cái thứ gì hết. Có ý kiến gì có thể bình luận ở dưới nha. Hẹn lại trong clip sau. Hay.